Sao? Đấy, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có cố tập đi một mình nữa. May mà hôm nay em về nhà kịp nhé. Nếu ngày ấy anh không say rượu và gây ra vụ tai nạn ấy thì em đâu có sẩy thai. Bởi vì lo chữa bệnh cho anh thật bất tài vô dụng. Thôi, anh đã làm khổ em, anh hai con anh rồi. Thôi nào anh, cái số của vợ chồng mình đã như vậy rồi, anh đừng có tự oán trách bản thân mình nữa. Nếu cái số anh khổ thì cứ để một mình anh khổ thôi. Huyền, em còn trẻ còn đẹp, em lại có giọng hát hay nữa. Em không thể làm những công việc nặng nhọc nắng mưa sớm tối như thế này mãi được. Vậy mà em đã vì bố con anh vất vả cả đời, hãy bỏ anh đi. Không, anh Hùng, anh đừng nói như vậy. Em không cho anh nói những lời như vậy với em. Hay là em đã làm sai việc gì? Em làm điều gì có lỗi, làm điều gì không đúng với anh nên anh nói với em như vậy có đúng không anh? Không, em không có lỗi gì cả, em rất tốt. Vậy tại sao anh lại nói với em như thế? Em đã phải hy sinh tất cả để lo cho bố con anh. Huyền, nếu như có người nào lo cuộc sống cho em tốt hơn thì anh rất vui. Không, anh đừng có nói như vậy. Bệnh anh chữa được mà, bác sĩ đã nói bệnh của anh sẽ chữa được rồi mà. Em sẽ đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho anh. Rồi lúc đó gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều anh nhá. Nhưng tiền đâu mà chữa? Chân anh thì gãy thế này, bây giờ lại thêm cái bệnh thận nữa, em kiếm đâu ra mấy trăm triệu bây giờ? Anh yên tâm đi, em sẽ chăm chỉ đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho anh mà. À, em quên chưa nói với anh, hôm nay em vừa mới làm thử việc ngày đầu tiên ở phục vụ phòng của khách sạn đấy. Này, bà chủ ở đó quý em lắm, bà ấy tốt lắm anh ạ. Biết được hoàn cảnh gia đình mình cho nên bà ấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý cho em làm việc đấy. Này, thế em nghỉ công việc bên công ty môi trường rồi à? Không, em làm cả hai nơi. Chạy đi chạy lại vất vả lắm. Thì khách sạn nằm ngay đoạn đường em làm mà. Em làm bên công ty môi trường, bây giờ để nhận làm thêm buồng phòng khách sạn, rồi còn nhận thêm hàng về để tối làm việc nữa. Vậy thì thời gian đâu để em nghỉ ngơi? Ngày trước anh vất vả vì vợ và vì con, thì bây giờ em cũng sẽ như vậy thôi. Chúng ta là một gia đình, phải chia sẻ và gánh vác trong những lúc khó khăn chứ anh. Nhưng anh sợ. Anh sợ điều gì? Anh sợ em không chịu mãi hoàn cảnh như thế này được. Anh sợ em bỏ anh. Nếu vậy thì anh đau lắm. Thà em cứ bỏ anh đi để tìm bến đỗ khác, còn hơn là cứ ngày ngày em chăm lo cho anh mà lòng cứ tơ tưởng về một người đàn ông khác, mơ về một mái ấm gia đình khác. Trời ơi, anh Hùng, tại sao anh cứ mãi ám ảnh cái suy nghĩ như vậy? Anh không tin em sao? Anh tin em, nhưng cuộc sống bây giờ bao thay lòng đổi dạ đang diễn ra hàng ngày. Anh ngồi trên xe lăn,
chỉ biết nhìn thế giới qua cái điện thoại. Biết bao nhiêu chuyện nó làm anh sợ. Anh đừng nói như thế. Em xin anh đấy, anh đừng nói như vậy có được không ạ? Anh có biết không, cơn mưa ngày ấy đã làm chúng mình quen nhau. Sự gia đình em gặp biến cố, anh đã phải bán đi hết tất cả để cứu gia đình em. Anh Hùng ơi, em đã hứa với vong linh của mẹ em, suốt đời này em chỉ yêu thương anh thôi. Hãy tin em, hãy tin em anh nhé. Anh tin em, anh tin em mà, vợ của anh. Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ định đi rồi đấy chứ. Mà cái Lan nó còn gọi điện bảo phải ra cửa hàng để thuê thợ chụp ảnh cho buổi lễ tốt nghiệp. Nhanh thật đấy, mới đấy mà đã 4 năm rồi. Ừ. Tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu ở cổng trường, trông cậu đội chiếc mũ lưỡi chai, chéo qua một bên, trông ấn tượng lắm đấy. Thì nhà có mỗi mình tớ, cho nên lúc nào tớ cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình chứ. Thôi, chúng ta tập nhá. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, đêm những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vẫn người qua. Còn lại em, còn bao yêu thương nơi góc phố bóng anh xa mờ, và con tim anh dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rối. Ơ kìa, sao thế? Hôm nay cậu hát làm sao ấy, chả có hồn thế nào cả. Thì hôm nay tớ thấy trong người hơi mệt. Có việc gì à? Tại suy nghĩ nhiều việc ấy mà. Việc gì? Chuyện gia đình này, rồi sắp phải xa bạn bè, lại còn cả công việc nữa chứ. À phải rồi, cậu tính xin việc ở đâu chưa? Xin việc ở dưới xuôi này khó lắm. Chắc là tớ phải xin về dạy ở trên quê thôi. Còn cậu thì sao? Tớ cũng giống cậu thôi. Hay là cậu về quê cùng tớ đi. Nhưng nhà có mỗi mình tớ, mà bố thì bệnh như thế, chắc tớ không đi được đâu. Thế ở dưới này thì làm sao cậu xin được việc? Thiếu gì việc, tớ làm lao công như mẹ tớ chẳng hạn. Lao công á? Ừ. Học 4 năm sư phạm, cậu định đi làm lao công á? Thì đã làm sao, mẹ tớ ấy trước kia cũng là giáo viên âm nhạc, mà bây giờ vẫn làm lao công đấy thôi. Mẹ cậu nghỉ dạy là do phải chăm sóc cho bố cậu. Bố cậu đang bệnh mà. Nhưng khi muốn đi dạy trở lại mà có được đâu. Kiếm được một công việc đi dạy dưới xuôi lúc này đâu phải dễ. Thế cậu xác định không thể xa gia đình được à? Ừ. Bố mẹ đã hy sinh tất cả để lo cho tớ, thì bây giờ tớ cũng phải làm gì để chăm lo cho bố mẹ chứ.
Mẹ tớ ấy còn làm hai công việc cơ. Vừa làm lao công ở đoạn đường này này, mà vừa phải làm phục vụ phòng ở khách sạn bên kia kìa. Tớ cũng thương mẹ lắm, cho nên tớ muốn ở gần để chăm sóc cho gia đình. Này, Vân. Ừ? Kia có phải mẹ cậu không? Ừ, đúng rồi. Mẹ cậu đang đi cùng ai ấy? Họ đang đợi taxi thì phải. Vân. Tại sao? Tại sao mẹ tớ lại đi cùng ông ta nhở? Mẹ! Vân, đừng! Nhỡ mẹ cậu đi công việc thì sao? Mẹ tớ chả có việc gì ngoài công việc dọn phòng cả. Ông ta có thể là một người khách, nhưng mẹ tớ đi với ông ta để làm gì? Đáng lẽ ra giờ này bố đã có cơm ăn rồi. Thôi, cậu về nấu cơm cho bố đi. Nhưng tớ còn phải đi dạy thêm nữa. Hay là tớ về nấu cơm cho bố cậu nhé. Thôi, không cần đâu. Nhưng sao mẹ tớ lại đi cùng ông ta nhở? Sao mẹ tớ lại làm trái quy luật thường ngày thế nào? Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai bây giờ? Chán cậu thế. Thôi, tối về cậu hỏi mẹ ấy. Mà tớ thấy cuộc sống luôn vận động và biến đổi, thế nên là chả có chuyện gì là không thể thay đổi được cả. Cậu nữa. Sao lại đánh tớ? Cậu nói như thế là đang xúc phạm mẹ tớ đấy. Ai thay đổi thì thay đổi, còn gia đình tớ không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhưng cậu nói cũng có lý, biết đâu. Vân, cậu định đi đâu? Tớ phải về nói chuyện này với bố tớ. Đã biết là mẹ cậu đi với ông ta về việc gì đâu, cậu cứ làm ầm lên như thế rồi bố cậu biết buồn thì sao? Tớ không cần biết mẹ tớ đi với ông ta vì việc gì, nhưng còn tiếp diễn việc này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tớ phải về nói chuyện này với bố tớ, không cho mẹ tớ làm ở đó nữa. Tớ sẽ đi làm để có tiền phụ giúp gia đình. Tớ đi đây. Này, cậu phải lấy lý do khác nhá, đừng để bố cậu buồn. Ừ, tớ biết rồi. Mà khoan đã. Sao? Theo tớ, cậu khoan nói ra đã, vì cũng chưa biết rõ chuyện gì cơ mà. Ý cậu là? Tại sao chúng ta không ngồi ở đây để xem lúc nào ông khách kia về? Ừ, cậu nói có lý đấy. Nhưng tớ còn phải đi dạy thêm nữa. Thì cậu xin nghỉ một hôm, rồi hôm khác lại dạy bù vào. Thế trong hai việc thì việc nào quan trọng hơn? Thì đương nhiên là việc này rồi. Mà tớ cũng chẳng còn tâm trí nào để mà dạy thêm nữa. Thôi, cậu cứ bình tĩnh. Đây, nước đây, cậu uống đi. Uống một ngụm sẽ thấy bình yên hơn đấy. Cậu uống từ từ thôi. Tớ đang muốn uống nhanh để bình yên mau trở lại mà. Thế đã thấy bình yên chưa? Tớ chỉ đang thắc mắc, không biết bây giờ mẹ tớ với ông ta đang làm gì. Hay là cậu đưa tớ đi tìm mẹ đi. Cả thành phố rộng lớn thế này, biết tìm ở đâu bây giờ? Thì mình cứ đi tìm, biết đâu họ đi ăn. Có thể là đi ăn, hay là đi mua sắm gì đấy, chứ còn đi ngủ thì... Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tớ chỉ đang giải thích cho cậu hiểu thôi, chứ còn đi ngủ thì việc gì phải đi đâu. Khách sạn ngay đây rồi mà. Này, có phải cái taxi đâu không? Đúng rồi, đúng cái taxi đấy rồi. Ông ta đang bước xuống, trên tay còn cầm cây đàn guitar nữa. Còn lịch sự mở cửa xe cho mẹ cậu nữa cơ. Sao mẹ tớ lại nhìn vội vã thế nhở? Ông ta lại còn đứng nhìn mẹ tớ, không thèm vào khách sạn nữa chứ. Mẹ tớ đi về rồi. Ông ta lại còn đứng chào mẹ tớ, nhìn rõ tình tứ. Này, này, hình như ông ta đang sang bên đây đấy. Mình về thôi. Sao lại phải về? Nhỡ ông ấy biết mình đang theo dõi thì sao? Thì đã làm sao? Tớ còn phải hỏi ông ta đi đâu với mẹ tớ để làm gì ấy. Không được. Sao lại không được? Tớ sợ gì mà không hỏi. Mà nhìn cậu nhút nhát như thế, chắc chẳng bảo vệ được tớ đâu. Thôi, cậu đi về đi, mặc kệ tớ. Không, tớ sẽ ở đây với cậu. Thật không? Thật. Vậy thì làm theo tớ nhá. Đi ngồi đây. Ông ấy ra kìa.
chân ai lang thang vượt tôi yêu chốn xa xôi mang bao kỷ niệm cũ em đã quên hay là vẫn mang theo dù cho đêm anh không còn nữa câu trăng trong đôi tim anh luôn hằng nhớ người yêu nay em đã bỏ anh đi sao em nỡ bỏ anh đi mãi. Hay quá, tuyệt vời. Hai bạn là nghệ sĩ hả? Dạ không ạ. Hay là sinh viên âm nhạc, có đúng không? Dạ cũng không ạ. Thế là... chúng cháu là sinh viên sư phạm ạ. Ôi, sinh viên sư phạm mà đàn hát hay thế nhỉ? Chú ơi, chú là nghệ sĩ ạ. À, không, chú chỉ là người đam mê đàn và hát guitar thôi. Nhìn chú, không phải là người ở đây à chú? À, chú là Việt Kiều mới về thăm quê hương. Hiện tại đang ở khách sạn đối diện bên kia đường. Chú ơi, sao chú không về ở với gia đình mà lại ở khách sạn kia ạ? Bố mẹ chú đã mất từ lâu. Ngôi nhà xưa thì vợ chồng em gái ở. Bây giờ chú về đấy cũng không tiện. Cho nên chú muốn ở một mình cho nó thoải mái. À, chú ơi, thế chú về đây lâu chưa ạ? À, chú về gần một tháng rồi cháu ạ. À, nếu mà chú cần gì thì cháu sẵn sàng đưa chú đi và mua đồ giúp chú ạ. Chú cảm ơn. Sao bố mẹ chú đã mất lâu rồi? Chú còn ở đây lâu thế để làm gì ạ? Chú về đây để chuẩn bị xây dựng một dự án các cháu ạ. À, xin lỗi chú, vì chúng cháu hỏi hơi sâu về chú ạ. Không vấn đề gì cả. Dạ, thôi, cháu chào chú, cháu đi đi ạ. Thôi, chúc hai bạn trẻ đi chơi vui vẻ nhá. Dạ, vâng ạ. Hôm sau chúng ta lại có mặt ở đây, tiếp tục giao lưu đàn hát nhá. Vâng ạ. Ok, bye bye. Bye. Vâng, cháu xin phép ạ. Ok. Này, có lẽ là mẹ cậu đi với ông ấy, chỉ để tìm và mua giúp ông ấy cái đàn guitar thôi. Mua đàn á? Mua đàn xong, lại bảo mẹ tớ hát cho ông ấy đàn thì sao? Mẹ tớ là hát hay lắm đấy. Thì có làm sao đâu. Sao lại không làm sao? Cậu nhìn ông ấy kiểu, nhìn ông ấy lãng mạn như thế. Mà lãng mạn ấy thì đa tình. Mà đa tình ấy thì nguy hiểm lắm. Không được, chúng ta phải ngăn chặn lại thôi. Đi, đi nào. Đi. Em về rồi đấy à? Em xin lỗi, hôm nay khách sạn nhiều phòng trà quá, cho nên em về hơi muộn. Anh có đói không? Không sao, cơm ấy đã cắm rồi, rau ấy cũng đã đặt xong rồi. Bây giờ em chỉ nấu thức ăn mặn loáng một cái là xong thôi. Thôi, rau cứ để đến chiều, trưa nay nhà mình không ăn cơm nữa. Sao lại không ăn cơm? Em có mua bún vịt cho cái Vân. Này, yeah. Thịt quay dưa chua, món thịt quay khoái dưa khẩu chua. Của anh đấy. Đúng món khoái khẩu của anh. Này, hôm nay em trúng quả gì mà chi đậm thế? Em vừa mới được nhận tiền lương tháng đầu tiên ở khách sạn mà. 7 triệu hả? Không, 8 triệu. 8 triệu? Ôi, nhiều quá. Này, nếu như cái số tiền này mà không để dành chữa bệnh cho anh, vợ chồng phải tiết kiệm một năm, cũng để ra một món gà khá đấy em nhỉ? Anh ơi, thịt quay ngon lắm. Nào, anh ăn đi. Nào anh, có ngon không ạ? Ui, ngon quá. Đã lâu lắm rồi không được ăn thịt quay em ạ. Anh ăn miếng dưa này. Ngon. Ngon lắm. Ngon ấy thì anh ăn nhiều vào. Em cũng ăn đi. Em ăn rồi. Em lại nhường anh chứ gì? Không, bà chủ khách sạn hôm nào cũng bảo đầu bếp để phần ăn cho em mà. Anh cứ ăn đi. Ăn rồi thì cũng cứ ăn thêm một tí nào. Nào, anh gắp cho em này. Nào. Đấy. Có ngon không? Ngon anh ạ. Ừ, ăn đi. Con chưa về sao anh? Chưa em ạ. Con nó sắp ra trường rồi. Này, ta tính việc gì cho con nó làm thế hả em? Thì em nghĩ cứ để cho con nó xin dạy trên miền núi một thời gian đi. Bây giờ xin việc ở dưới xuôi khó lắm anh ạ. À, nhà có mình nó, thân gái rậm trường. Này, hay là ta xin cho con làm việc khác, miễn sao được cần nhà là được em ạ. Cứ để
để cho con nó trải nghiệm một vài năm xem như thế nào đã. Khó khăn lắm mới kiếm được cái bằng đại học, mà bây giờ không sử dụng thì cũng uổng phí lắm anh ạ. Thì mở lớp dạy thêm hay là đến nhà người ta phụ đạo. Một số giáo viên bây giờ không có việc vẫn làm như thế đấy thôi. Này, mà tính tiền công ấy cũng không kém gì bằng đi dạy đâu em nhé. Cái phần nhà mình nó là đứa năng động, cho nên con nó sẽ biết làm điều gì tốt nhất anh ạ. Còn bản thân em vẫn cứ muốn con nó được đứng trên bục giảng. Mà thôi, bây giờ đường xá nó cũng tốt đấy mà em. Muốn về thăm bố mẹ thì cũng nhanh thôi. Con gái đi lấy chồng thì về nhà người ta, chứ ở nhà mình đâu. Vâng. Thôi, cứ kệ nó. Huyền, bỏ đấy, mệt vào đi nghỉ đi. Anh thấy em xanh lắm. Đêm qua 3 giờ sáng em vẫn chưa ngủ, thế mà 4 giờ lại dậy đi làm rồi. Anh cứ yên tâm đi, em không mệt, em làm được mà. Anh nói này, nếu mệt là phải nghỉ, không được cố, rõ chưa? Em mà cố đổ bệnh ra đấy thì ai lo cho gia đình? Vâng. Thôi, vậy em vào nghỉ một lát nhá. Em vào đi nghỉ đi. Anh ăn cơm rồi uống thuốc đi đấy. Cứ để đấy anh. Em pha sẵn rồi. Con chào bố. Về rồi hả con? Vâng. Sao về muộn thế con? Hôm nay ở trường con chạy chương trình văn nghệ cho buổi lễ tốt nghiệp ạ. Lại ăn cơm đi. Dạ thôi, con ăn nhẹ ở trường rồi. À, mẹ về chưa bố? Về rồi con ạ. Mệt đang nằm ở trong nhà. Mẹ về sớm hay là về muộn ạ? Về muộn. Lại muộn. Hôm nào cũng muộn. Dạo này bố thấy con gái là quan tâm mẹ nhiều đấy nhé. Cứ về đến nhà là hỏi bố, mẹ hôm nay có đi làm về muộn không? Này, có chuyện gì hả con? Trước kia, mẹ đi làm ca toàn về đúng giờ. Từ ngày mẹ làm thêm ở khách sạn, hôm nào mẹ cũng về muộn. Mà về muộn thì con không lo sao được. Bố không lo à? Mẹ đi làm thì có gì mà lo. Nhưng ở chỗ đó phức tạp lắm. Ý cô nói là sao? Bố, chả nhẽ bố không ghen à? Con thì mẹ con vất vả đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho bố. Này, nếu như chân bố mà không bị đau, bố cũng đi làm kiếm tiền mua cái xe cho con. Bố nữa, bố cứ đánh trống lảng chuyện mẹ đi làm thêm ở khách sạn ấy. Mẹ con thì đẹp như thế mà bố lại không ghen. Bố tin mẹ con. Nhưng người ta tấn công mẹ thì sao? Thì mẹ sẽ tự vệ. Mà thôi, con vào ăn cơm đi. Sáng mai còn đưa bố vào viện nữa. Đã quá mất 2 ngày bố không đi chạy thận theo lịch rồi. Vân, bố bảo này, mẹ con bận việc, bây giờ con ra trường rồi, tất cả mọi việc trong gia đình con phải lo cho mẹ, rõ chưa? Vâng, đúng rồi, mẹ thì bận lắm. Bận đến nỗi còn có thời gian để đi. Thôi, con không nói nữa đâu. Vân, mẹ con đi làm vất vả cả ngày, mẹ con đã quá thiệt thòi vì hy sinh vì bố. Bệnh của bố là bệnh khảo của. Nhiều lúc bố muốn chết quách thì cho xong, cho mẹ con đỡ phải gánh nặng. Bố đừng nói như thế. Con sẽ đi làm kiếm tiền để có tiền chạy chữa cho bố. Rồi bố con mình sẽ sống với nhau thật vui vẻ. Cần gì phải giả nhân giả nghĩa để sống với nhau đâu ạ. Vân, con nói cái gì thế? Dạo này bố thấy con hơi khác đấy nhé. Cái gì mà bố con mình sống với nhau? Tại sao không phải là cả gia đình mình sống với nhau? Mà cái gì mà cứ giả nhân giả nghĩa đây thế? Con làm nhảm cái gì thế Vân? Không có gì bố ạ.
Thôi, bố ơi, bố mở trái cây đi, để con dọn mâm ạ. Mà con đã ăn cơm đâu? Con không thấy đói. Ai đây? Anh cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cô Huyền không ạ? Vâng, mời anh vào. Dạ, chào anh ạ. Mời anh vào trong này. Cảm ơn anh, tôi đang rất vội phải ra sân bay, mà gọi điện liên tục cho cô Huyền, cô lại không cầm máy anh ạ. Tôi là một người bạn, xin gửi tặng một món quà, mong anh nhận giúp cho ạ. Ấy, để tôi vào gọi vợ tôi dậy, ra nhận quà. Thôi anh ơi, cô đang mệt thì cứ để cho cô ấy nghỉ. Anh ạ, đây là món quà của một người bạn, cảm ơn cô ấy thế mà. 2 tháng sau về nước, tôi sẽ đến thăm gia đình sau, anh nhận giúp tôi nhé. Ấy, anh ở lại mời nước đã. Thôi, chúc anh chị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại anh nhé. Vâng. Tôi phải ra sân bay cho kịp. Vâng. Anh nhé. Chào anh. Cảm ơn anh. Vâng, tôi xin phép ạ. Anh lại nhà. Vâng ạ. Bố. Bố cầm cái gì thế? Có một bác đến gửi cho mẹ túi đồ này. Bố, đưa con xem nào. Không được. Quà người ta gửi cho mẹ, con xem làm cái gì? Thì bố cứ đưa con xem, biết đâu là hàng cấm, còn biết được mà báo công an chứ bố. Cái gì thế con? Bố ơi. Hả? Tiền bố ạ. Bố xem nào. Ui, nhiều tiền lắm, nhiều tiền quá con ạ. Bố ơi, là người quen hay là người lạ ạ? Lạ con ạ. Bố định vào gọi mẹ con dậy, nhưng bác ấy bảo bác phải ra sân bay gấp con ạ. Ông ấy chừng 60 tuổi à bố? Đúng rồi. Sao con lại biết bác ấy? Đúng là không có gì có thể che đậy được mãi bố ạ. Bố không biết gì về chuyện này cả. Bố không biết là đúng rồi, vì bố có đi ra ngoài đâu mà biết. Mà cũng tại bố ấy. Sao lại tại bố? Tại bố tin mẹ quá, cho nên... Sao đây? Hai bố con có chuyện gì thế? Mẹ, có bố ở đây. Mẹ hãy trả lời cho con biết đi. Tại sao mẹ lại lừa dối bố? Mẹ kiếm những đồng tiền dơ bẩn này mà mẹ không biết xấu hổ à? Ok. Con xấu hổ với mẹ lắm. Vâng. Con nói cái gì thế? Tại sao con lại nói về mẹ như vậy? Mẹ không hiểu. Hay là mẹ cố tình không hiểu? Mẹ có biết cả tháng nay con đã phải nghỉ dậy thêm để đi theo dõi mẹ không? Con thấy mẹ và ông ta ngồi cà phê trong khách sạn. Ông ta thì đánh đàn, còn mẹ thì hát. Nhìn hai người rất lãng mạn. Nhưng đó mới chỉ là những gì con nhìn thấy thôi. Còn những lúc mẹ đi dọn phòng cho ông ta thì mẹ và ông ta đã làm những gì? Con trời đất mới biết được thôi. Mẹ còn nói là mẹ không hiểu à? Con ghét mẹ. Con ghét mẹ. Vâng. Con nó nóng đẩy. Em đừng giận. Anh thì sao? Anh chưa biết chuyện gì thì làm sao anh nói được? Còn nó nói như vậy mà anh không hình dung ra chuyện gì. Và ai là người đang có lỗi à? Chuyện này anh đã từng nói với em. Anh đề nghị em đừng vì anh mà khổ cả một đời. Thà rằng chúng ta chia tay nhau lúc còn yêu thương, còn hơn để em mang tiếng phản bội anh. Anh đau. Anh Hùng, anh có tin lời con nó nói không? Anh chưa tin khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Em cảm ơn những suy nghĩ và hành động
của anh trước sự việc vừa rồi. Nó đã làm em có thêm niềm tin, làm em có thêm nghị lực để em sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Hình như đang có chuyện gì hiểu lầm từ Cái Vân. Vâng, con xuống đây. Con hãy xuống đây. Con không xuống. Vân, con xuống đây. Vân, hôm nay mẹ sẽ nói rõ sự việc này với hai bố con. Anh Hùng, anh hãy đọc tin nhắn này đi. Đây là tin nhắn mà vị khách đó muốn gửi tới cho anh đấy. Tôi là Mạnh, Việt Kiều đang sống tại Pháp. Sau nhiều năm làm việc, tôi cũng đã gặt hái được những thành công trong cuộc sống và không có gì phải ân hận. Ngoài một việc, tôi chưa có cống hiến gì về cho quê hương. Mảnh đất tôi đã chôn rau cắt rốn. Lần này về quê, tôi đã nhận thấy những tiềm năng thế mạnh. Và điều mà tôi ấn tượng nhất, đó là cốt cách, là tâm hồn và nét sinh hoạt của người dân quê hương vẫn giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp. Đó là những điều mà khi sống ở nước ngoài, tôi không thể có được. Nghĩ về câu chuyện chị Huyền và gia đình chị đã làm tôi rất cảm động. Chị Huyền đã trả lại tôi chiếc nhẫn kim cương khi tôi đã để quên ở khách sạn. Nhưng chị lại từ chối, không nhận sự hậu tạ của tôi. Mặc dù chị đang rất cần tiền để chữa bệnh cho chồng, tôi luôn khâm phục nhân cách sống của chị. Một người phụ nữ đảm đang, luôn biết hy sinh vì chồng, vì con, vì gia đình. Tôi chỉ muốn giúp anh chị một khoản tiền để chữa bệnh cho anh Hùng. Nhưng chị đã từ chối bởi vì chị sợ rằng tôi có dụng ý khác. Không, không bao giờ tôi dùng tiền. Và tôi biết rằng không bao giờ có thể mua được sự trong sáng, thủy chung và nhân hậu từ chị. Nếu tôi đưa tiền trực tiếp thì e chị sẽ không nhận. Cho nên tôi phải đưa theo cách này. Mong anh chị thông cảm cho. Tôi mong rằng khi trở về quê hương, anh chị hãy đón tôi như một người bạn, một người thân trong gia đình. Xin chúc cho anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Xin cảm ơn anh chị. Con gái, con đã nghe rõ chưa? Đã hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Mẹ, con hồ đồ quá. Con xin lỗi mẹ. Không sao con à. Con gái, ngoài kiến thức thì con còn phải học cách ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Chỉ một phút hồ đồ mà hiểu sai thì một chuyện nhỏ nó cũng có thể làm cho mọi mối quan hệ đổ vỡ con ạ. Vâng ạ. Mẹ, tại mẹ ấy. Sao lại tại mẹ? Tại mẹ sinh con tuổi hổ cho nên tính con mới nóng như lửa như thế chứ. Mẹ ơi, mẹ có cách gì để con được giống mẹ không ạ? Thì con hãy yêu thương mọi người và làm sao để mọi người yêu thương mình, con gái sẽ có được tất cả thôi. Mẹ. Con gái. Bố. Có một nơi để đi về, đó là gia đình. Cho dù giàu sang phú quý hay khó khăn, nhưng nếu mọi thành viên đều biết yêu thương nhau thì gia đình ấy mới thực sự hạnh phúc con ạ. Anh, bố. Con gái.